Anh Ba Đức hả? Dạ, em nghe anh Ba Đức. Nó đi rồi mà. Ủa, nó chưa tới luôn hả? À, rồi rồi rồi, em biết rồi, em biết rồi. Thôi anh thông cảm nha, chắc là nó sắp tới rồi đó. Tại con gái mà, trời, lần đầu tiên nó gặp anh thành thử rồi nó đang ngại, nó đang chải chuốt lại cho nó đàng hoàng gọn ghẽ rồi nó tới nó gặp anh đó. Dạ dạ dạ. Rồi anh yên tâm nha, để em cúp máy cái em gọi của nó tới đâu rồi nha. Dạ dạ dạ. Dạ chào anh. Ủa? Con này đi đâu rồi ta? Ủa? Đáng lẽ giờ này mày phải ở ngoài quán cà phê chứ. Không có cà phê cà pháo gì hết trơn á. Dẹp 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 hết. Ủa sao vậy, bộ anh làm gì mày hả? Chưa làm gì hết mới bực nè nè. Tao đứng tao nhìn thôi mà tao bực rồi đó. Tao vừa vô tới quán, tao vừa thấy cái mặt một cái, trời trời, máu tao nó sôi liền, tao đi về liền luôn á, tao tức á. Tao tức á. Ê ê, bộ không đúng gu của mày hả? Mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ sao mày giới thiệu cho tao một cái người mà quá trời đẹp trai, quá bảnh tỏn, ai mà chịu nổi? Đẹp trai á, con gái nó buông xung quanh nè. Đến khi mà đun một cái tự dưng nó chán mày, một đống xe cua đầy, nó quay qua nó yêu đứa khác. Chưa kể nghe chưa, mấy cái người mà đẹp á hay chảnh lắm. Tao mày đi chung với mấy người mà đẹp đẹp tự dưng mày bị ghét lây. Nó chảnh tự dưng mình đâu có chảnh đâu, tự dưng mình bị ghét lây. Mày thấy xui chưa? Mày thấy có nhiều cái nó xui không? Giả lại á, rồi ổng bảnh tỏn, nhìn cái kiểu cũng dân chơi lắm. Rồi lỡ một ngày nọ ổng yêu cầu tao phải thay đổi với ổng thôi, tao không có chịu đâu. Tao cảm thấy bị hối hận vô cùng luôn á. Ê, nó nghe nè, ai nói cho mày mấy cái vấn đề đó vậy? Trời ơi, mày là quê mùa cổ lỗ sĩ nữa. Mày coi phim đi, mày có coi phim không? Trời ơi, tao nói hả, mấy con nhỏ tội nghiệp phải ớn luôn. Mê, mê lắm. Mê mấy thằng đẹp trai, bảnh tỏn rồi ha, cao ráo đồ. Quen được 1-2 tháng nó bỏ, ôm mặt khóc. Thấy khổ chưa? Tao cho ví dụ luôn, mà đừng nói nữa. Tao cho mày ví dụ luôn. Mấy con nhỏ xóm dưới, bạn tao, bạn cũ tao á, mê, đú trend. Quen bạn trai là phải đẹp nha, không được quen xấu nha. Cỡ Hàn Quốc đồ á, xong cuối cùng quen chừng hả mấy bữa nó bỏ. Nó bỏ. Nó bỏ xong rồi lại khóc với tao, tao cười cho chết. Tao thấy mày đang bị gọi là bị tiêu cực mà một cách mà tao không biết dùng từ gì để diễn tả, mà nói chung là, ê, nó nghe nè, con người á tham cũng phải có người tốt, cũng phải có người xấu ha. Chứ mà mày cái đũa mà mày quơ hết nguyên nắm lại rồi mày nói ai cũng xấu thì tội nghiệp cho người ta. Điển hình là anh Ba Đất, ảnh rất là dễ thương. Tao nói thiệt. Dễ thương không? Thôi bây giờ vậy nè, coi như là mày thương tao. Tại vì bây giờ tao đã lỡ hẹn ảnh rồi, tự nhiên rồi bây giờ mày bỏ người ta, mày không đi gặp ảnh, tao bị mất mặt ha. Với lại cũng tội ảnh nữa, không mấy bây giờ mày ra mày gặp ảnh đi. Ha, mày ra quán cà phê gặp mày gặp ảnh. Rồi bây giờ mày ra mày gặp đi, mày nói chuyện. Rồi khi mà cảm thấy không hợp á thì ok, không tiến tới cũng được, đâu ai trách mày đâu. Ừ ha. Cũng đúng. Đúng cái gì, bây giờ mày đi ra gặp liền đi cho đúng đúng cái gì. Nhưng mà cái này là tao không có mê trai à. Cái này là tại vì là tao nể mặt mày thôi. Đúng à. Rồi, mày không có mê trai mà tại tao xui. Nhớ nha. Đi liền đi. Tao là có cái giá của tao á, tao không thích người đẹp đâu. Ừ đúng rồi, rồi mày không thích người đẹp đâu tại tao xui thôi. Ừ. Vậy tại tao nha. Xui thôi. Rồi đi. Bực mệt ghê, mắt đi dùm nữa. Dạ, em chào chị. Trời ơi, làm như đây già lắm sao? Đó kêu bằng chị. Dạ, em xin lỗi tại vì em lịch sự mà. Chào anh. Dạ. Xin lỗi. Cho mình ngồi đây được không? Nãy giờ thấy ghế trống quá. Chị ơi, em với chị đâu có quen đâu. Không quen, bây giờ mình quen. Ngồi được không? Dạ, chị. Ghế này để dành cho bạn gái em. Em có hẹn với là bạn gái rồi. Có bồ hả? Có bồ. Hết vui, nghỉ chơi. Thẳng thừng. Tiền rồi ha. Cũng thường thôi. Dạ, em chào anh. Em ngồi đi. Dạ, cảm ơn anh. Em uống nước gì vậy? Dạ, cho em nước cam. Chị ơi, cho em một ly nước cam đi.
Em chào anh ba. Ủa? Ngồi chơi. Dạ. Cảm ơn anh. Mà sao tự nhiên em qua chơi giờ này mà không báo anh biết trước gì vậy? Ủa, bộ em qua em phải báo trước hả? Không. Tại vì Hồng không biết nói gì, không biết hỏi gì nên hỏi đại vậy á. Chờ anh tí xíu nha. Dạ. Đây. Thôi ăn đi anh. Trời ơi. Mùi mẫn quá. Ôi vậy mà hôm bữa hả? Có người nói với tôi là tôi không thích trai đẹp đâu. Tôi ghét trai đẹp lắm. Trai đẹp rồi này nọ kia. À, ủa ai? Ủa cái con khùng này nè. Biết người ta nói như vậy rồi không chịu binh người ta, giấu chuyện đó mà lôi ra còn chết luôn. Quýnh chứ ở đó mà binh. À, cảm ơn bà Mai nha. Cảm ơn bà Mai đã tác hợp cho mối tình này. Trời ơi, thôi cảm ơn gì không biết nữa trời. Nói chứ tôi cảm ơn bà nha. Cảm ơn gì? Không nhờ có bà bữa đó khuyên tôi đi gặp ảnh thì hai đứa đâu có cơ hội nói chuyện tìm hiểu với nhau. Đúng á. Một chút xíu nữa thôi nha. Một chút xíu nữa thôi là coi như là hả, bỏ lỡ một cái cuộc tình, gọi là một cái cuộc tình đẹp thiệt là đẹp. Ủa vậy là thời gian đầu có ý định không muốn gặp anh luôn hả? Trời ơi chứ gì nữa, bây giờ nó đẹp trai quá, không có thích ghét những người đẹp trai. Trời, đẹp trai đâu phải là một cái tội đâu em. Không có, em giỡn á, lúc đó tại em đùa với bả cho vui thôi mà. Trời ơi, đùa. Nè, tôi nói cho biết nha, coi như đây là một cái bài học nghe chưa. Tôi nói trên cuộc đời này hả mày, có người xấu là phải có người tốt, đúng không anh? Trời, đằng này đi qua quơ đũa cả nắm gì cũng tội nghiệp cho người ta, đúng không? Đại khái giống như là tội nghiệp cho anh ba đất nè. Cứ coi phim xong rồi nói là trai đẹp điểu. Trời. Không phải trai đẹp nào cũng điểu đâu nghe chưa. Trời ơi, biết rồi mà. Cũng nhờ tìm hiểu tôi mới biết ảnh tốt bụng, dễ thương cho nên tôi mới vậy nè. Cái tính của anh nó y chang như cái tên đó, hiền như cục đất. Một lần nữa cảm ơn bà Mai rất nhiều. Không có gì. Cảm ơn nha. Rồi, cảm ơn hoài. Với lại anh là một người am hiểu thị trường mà, cho nên anh đừng có lo nha. Với lại anh muốn cái gì á, anh cần cái gì anh cứ nói với em giúp anh hết sức có thể luôn. Ai mượn? Cái chuyện này anh tự lo được nha.